Khánh Hòa xác minh vụ người bán hàng rong đổ thức ăn thừa vào nồi để bán lại. Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang vào cuộc xác minh thông tin vụ việc một người phụ nữ bán bún đổ thức ăn thừa vào nồi rồi bán lại cho khách đến sau. Ngày 21 tháng 12, nhiều đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội về nội dung một người phụ nữ bán bún ở khu vực cổng Quang Trung, bệnh viện Khánh Hòa có các hành vi mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể tài khoản Facebook XP chia sẻ 4 đoạn clip kèm nội dung bán buôn kiểu này không mua biệt thự cũng ổn Khách ăn nước lèo còn dư thì canh khách đi không ai để ý Thì đổ ngược lại vào nồi bán tiếp cho khách sau Kể cả nước đưa khách uống dư cũng đổ lại vào bình Cái tô bán xong tráng sơ qua một nước rồi lau khô xếp vào bán tiếp theo tài khoản trên, quán bún này đã tồn tại hơn 20 năm nay, thường bán cho khách vãng lai nuôi bệnh nhân, đôi khi bán cho cả bệnh nhân. Hàng quán trình bày rất sạch sẽ nhưng buôn bán quá mất vệ sinh nên đăng lên để người dân phát hiện và né tránh. Thực sự không muốn đạp đổ chén cơm của ai nhưng làm ăn buôn bán như vậy thì thật sự quá thất đức. Tài khoản Facebook XP chia sẻ. Hình ảnh về 4 clip thể hiện khá rõ ràng hành vi tráng sơ tô khách vừa sử dụng, sau đó lao khô để bán tiếp cho khách sau và việc nước khách uống dư lại lấy đổ lại vào bình. Qua clip cũng thấy rõ, việc sau khi khách ăn xong, tính tiền rời đi, người phụ nữ này đã đổ một tô nước màu vàng vào nồi nước lèo còn nóng hổi. Tuy nhiên, đây có phải là thức ăn thừa của khách hay không thì chưa thể hiện rõ ràng vì nằm ở góc khuất. Những hình ảnh về vụ việc trên nhận được hơn 9.000 lượt bình luận, chia sẻ, like và hầu như mọi người đều rất bất bình về hành vi mất vệ sinh an toàn thực phẩm của người bán hàng này. Ông Võ Hồng Vân, chi cục trưởng chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc này và đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh. Tôi đã nắm được thông tin, đồng thời đã chuyển cho bộ phận chuyên môn tại Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang phối hợp với địa phương kiểm tra và làm rõ, ông Võ Hồng Vân nói.